tin đáng chú ý khác, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã quyết định tăng số tiết kiệm trị giá từ 10 đến 20 triệu đồng một người cho trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19. Đối tượng hỗ trợ là trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn, bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân tử vong vì dịch Covid-19. Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong, nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý về điều kiện, trình tự thủ tục nhận con nuôi. Trường hợp nếu cả cha và mẹ mất vì Covid-19 nhưng chỉ có một người là đoàn viên công đoàn thì vẫn được hưởng chính sách này. Hình thức hỗ trợ là trao sổ tiết kiệm công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19 hàng năm rút lãi suất để trao cho các cháu vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Thống kê, số lượng, làm thủ tục trao sổ tiết kiệm công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch COVID-19. Với đối tượng và mức hỗ trợ như sau: Đối với trẻ mồ côi dưới 16 tuổi, do cha hoặc mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch COVID-19, tặng số tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng trên một cháu. Đối với trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, do cả cha và mẹ tử vong vì dịch COVID-19, tặng số tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng trên một cháu, bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân thời điểm thực hiện hỗ trợ và thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ tính từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin COVID của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.